Okay, so today nè tặng học này, xong xóa công Merian Marketing. Đã Merian mới nên nhóm nâng thuê lùm hạt nâng ai thảo với nè tặng học này. Và video thì mới nên nhóm nâng đi dìm bì đồng ná ca rưu gặp process. Này lẹp mới để dừng thả vì chỉ lẹp mới dần rạp Chrome hôn nó mong mong cứ ai bà lẹp nâng bản ná, infrastructure nâng. Bây giờ bìa từ lời VPN, bìa từ lời connection bao giờ. Okay. Chẳng nói nông đi, infrastructure nâng cứ dừng miền server mới. Ok, nhóm xong nốt tiếp. Dừng miền server. Để server bao dừng cứ thật nói nông rèn các bạn đọc ná. Hay về VLAN mà phải ná, nhóm design VLAN mà phải, hay tăng vì chỉ đi ẩm sật. Chẳng đi ẩm sật cứ nhóm tục về một block ná. Ok. Hãy dùng miền Switch Cisco mới để Switch Cisco nâng dùng miền P VLAN VLAN dot cứ xâm rạp LAN client bao dường hay VLAN và Pay cứ xâm rạp LAN server chẳng có thoa tha nhóm miền 74 server nhóm đã chi kiểu bit time port lịch màn để mất bỏ một căn VLAN nâng. Ok chẳng rang server bao nhóm quả dot hay rang client bao nhóm cứ quả mà rồi cả P để nhóm tăng ở VLAN đọc, ok. Chứ dừng chân vì mày cái tích Poly P mà cần switch nhắn cứ dừng thuê dự lượng là trang port nha, trang port. Ok, xa mạnh đấy, còn ta khlâm nha. Ok, chân này cứ chia zone và server, zone nó không gồm hôn rồi còn nó head office nha. Ok, zone nó head office. Chúng nó thông ra thế cụm hôn nằm bê lại gọt miền xa khá chẳng rưu gọt miền xa chẳng gọt dương trên này IT dương trở cực ná bê khá dương mệnh đa dương pra connection này kêu này xanh nâng lọ dạ lọ bê khá dương trở chui sales thả bán rưu sales cụm hôn này chứ thả bán nằm bê lại dương sales bán chẳng gà ná cứ kê giả bài chật bê cả nâng ná cơ thay dương công sales bê dương sales tổ tam gà lạ thị xã sales tổ tam technology. Ví dụ mưa ta anh chị ai sale ban được còn về sale tao vì admin effect ấy cứ những ai sale cho nó ok nhưng mình giấy đấy cứ xin ra từ lời link nó ok chết thôi mà ra thế nó về này được đó khi miền sa kha nó thật sa kha pí sa kha bảy anh xung lục tích yeah nhưng miền sa kha này muối pí sa kha cho chính chết thôi mà ra này đó khi miền chùm rơ tràn làm bay ở sa kha thằng ó assign một căn system assign một căn server miễn chấm rơi chưa nào trừ cả assign một căn drive xe ấy nó head office cứ miễn chấm rơi chưa nào nên tao không ai prapra link ISP kỹ thuật ấy DPLC VPLA trừ cả assign xem xem tiền mới tiếp nên tao không ai prapra VPN VPN nhằm bịa ra VPN cứ mình thả prapan crop lại thì sao thì về khá VPN sai từ sai nên cứ vì ai nhận slow nó phải để tất cả transfer data thông thông vô thân này đọc này trở xem một căn trái xe này đọc này tục pha thông thông hay ạ sẽ tự cứ vì ai nhận slow đọc lại ấn dừng được này nè ok chứ này đọc này ạ bà DPLC DPLC chứ này đã thử ISP ạ dụ lại chứ có dừng thay vì dừng ạ dụ DPLC đi để đó thì ai discuss chung với những hàng ISP cùng hôn internet là giống chọn ban link visa kha rằng ở score chung với những link nó head office nè ai score chung với server hàng nhóm chẳng hạn internet cái ai vừa ở bàn này nè cả thay dương pay và time tình và time giữa việc ấy chuyện gì ok đây là bữa sau này để đó này trong để tôi hàng ISP thế này đó này trong miền public IP nó head office mới hay nơi tam sa khác để tạo để bảo đảm connection để miền public IP hay internet mới nát cái internet đó áp bạn chậm máy thì vấn đề mà sao để tạo để bảo đảm connection bỏ ISP đối nhầm vậy chứ DPLC chứ để tạo để bảo đảm hôn ấy cứ trừ sa khác tăng áp cứ trừ bảo đảm hôn ấy đấy ok chứ vì chậm lệnh lại những cứ trừ chậm làm đấy vấn đề mà sao để tạo để bảo đảm VPN sai từ sai để tạo để áp chậm máy thì internet A Saka hay là head office pra internet ấy ở đây khác nên tao không nên miền public IP cho nên tao không nên program internet mới nào các bạn.
ok chứ nhóm pra side to side side to side cô đa vào nhóm cư nhóm ơi đi roll sai khác tặng o cứ ai đã xem một căn EQ xem cho một căn EQ long cắt router hay cho một căn server cho so system mấy bạn ok hay ai đã khang server dương rồi có khang khang này khang support và dương có ai remote desktop tới căn client và dương bạn này anh ấy cứ nhầm thưa sai từ sai bịa từ sai từ sai cứ mình này thả IP nó cứ ở sai mặt kháng tôi sai mặt kháng tiếp sai sai EQ hay nâng sai sai kha bao nhiêu rồi sai nữa tam khai nó cứ score này tôi bây giờ đôi chân nó không lên được mùi chứ ok anh ấy hát sai từ sai và tôi biết vừa sai từ sai vậy nè ok chân sai kha rồi cái dương tờ sai kha dương cho sai kha cho ấy dương là internet sai kha dương ai remote cho một căn server ấy bạn thầm là tại sao dương vừa link vì bạn sai từ sai vấn đề ưu thơ tha bộ cơ lực dương này có tập hợp cà phê nè rồi có tờ cao bộ tê ok outside có tờ cao bộ tê có trong remote cho một căn system có trong thuê remote desktop rồi có trong xem một căn trái xe là muối chẳng dương tập tam thuê VPN sai thì sai tam năng tiền này ổn đấy cứ dương tập configure VPN mới tiết cứ remote access biệt thà remote là sẽ cứ chịu vì vậy anh đã ai ơi bộ cơ lực rồi có bộ cơ lực để có trên cho cao có ai đi một chỗ một căn có còn đối với username password để dương còn pick lưu một dân cốt cứ ai cần nó cho một căn router với dương hay router với dương thuộc cao rao cho một căn server rồi có cho một căn drive xe rồi có cho một căn printer ta mà vậy để dương cần nó anh nó cao thờ remote tôi bây giờ có từ hang cà phê rồi có từ cao internet nào cloud vì VPN sai từ sai dương cốt tờ đo hàng cloud với thế có cốt ai remote cho một căn thôi cả đôi dương đôi cốt nào ở head office nhỉ này ok anh ấy chỉ cao bình chua là vì đồng nai ca này infrastructure nữa nhưng mới tới xa mạnh đấy vận tải về riêng xì chùm rồi tích anh ấy đó này anh bảo ra infrastructure này bán xùm rạp medium rưu gò xùm rạp đẹp đẹp để cho ông này trong dự tục rạp ra rồi có ý cứ anh mới bị video thì mua nâng sẵn nhưng mình trên video và tốt thì tôi chỉ mua nâng ca configure vì tận nạ mua từ tận nạ mua chứ vì miền tràn chẳng nói miền vì vậy ăn sai thứ sai miền remote access hay yeah dùng miền configure switch dùng miền ấy configure chỉ hồ hải tạm năng tiện đó chẳng nè để mình toàn subscribe ai chui subscribe để mấy được tiếp nhận đá ở con tràn